Cơ duyên thôi thúc chàng trai trẻ vận động cộng đồng tham gia hiến máu cứu người, rồi thành lập câu lạc bộ máu nóng Bàng Mai Xanh vào năm 2013. Khi đó, với anh Phúc, việc hiến máu vẫn còn lạ lẫm. Trong một lần là đi lên tầng 10 của bệnh viện Bưu Bình An, là đó là tầng Nhi. Tôi chứng kiến được là rất nhiều bệnh nhân Nhi là hiện tại là đang điều trị các bệnh là ung thư máu và những cái bệnh khác liên quan về máu. Là lúc đó là những cái cách vận động là vẫn chưa đạt được hiệu quả. Là bệnh nhân là phải đi tìm máu hoặc là phải đi mua ở bên ngoài. Nhìn các bé rất là thương, những đứa trẻ là trên tay là mầm tím mầm đen hết. Vì là thiếu hồng cầu, bạch cầu. Và trong đó là mình phải làm một cái gì đó để mà có thể là hỗ trợ cho các bạn nhỏ ở đây. Ban đầu mới thành lập, câu lạc bộ chỉ có vài người và công tác vận động gặp rất nhiều khó khăn. Song với sự kiên trì và linh hoạt của anh Phúc, cùng sự hỗ trợ của câu lạc bộ hiến máu sông Hằng, sự đồng hành của các hội nhóm tại các trường đại học, đến nay câu lạc bộ đã có hơn 30 thành viên và đã kết nối được hơn 4.000 tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện thường xuyên. Trung bình mỗi năm đáp ứng khoảng từ 2.500 đến 3.000 đơn vị máu, đáp ứng kịp thời nguồn máu cứu người tại các bệnh viện ở Đà Nẵng. Bắt đầu từ năm 2, tôi được đi thực tập ở môi trường bệnh viện ung bướu này và tôi đã được tiếp xúc với nhiều bệnh nhân có nhiều căn bệnh cần phải máu, nên từ đó tôi có một cái suy nghĩ là một giọt máu của mình cho đi thì những con người ở lại, nên người ta rất là cần những giọt máu của mình, nên từ đó tôi có động lực tôi đi hiến máu. Nhiều khi nửa đêm câu lạc bộ đang cần máu, bệnh nhân đang cần máu, tôi có thể sẵn sàng sắp xếp công việc của tôi để đi hiến những giọt máu đấy. Khi mà tôi cùng các bạn sinh viên tham gia thì ai cũng mong muốn là một giọt máu cho đi thì sẽ cứu được một cuộc đời lại. Đó là những cái tâm nguyện mà tôi hay là tất cả bất cứ ai tham gia cái buổi ngày hôm nay đều mong muốn hướng tới. Và sau này thì ngoài buổi này ra thì mong rằng anh Phúc sẽ tổ chức nhiều hơn, là các bạn sinh viên sẽ biết đến nhiều hơn để các bạn hưởng ứng đăng ký và cứu được nhiều người hơn. Câu lạc bộ Bàng Mai Xanh đặc biệt là đồng hành cùng với bệnh viện từ khi thành lập đến giờ, tức là cũng mới hơn 10 năm thôi. Thì trong đó là anh Phan Xuân Phúc là rất là nhiệt tình. Đầu tiên thì anh Phúc cũng tham gia hiến máu vài lần, sau đó là tham gia vận động. Vì cái nguồn máu của câu lạc bộ Bàng Mai Xanh vận động ở cho bệnh viện này lên đến 70% nhu cầu máu của bệnh viện, rất là nhiều. Qua 10 năm hoạt động, câu lạc bộ máu nóng Bàng Mai Xanh 7 năm liên tục được Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố công nhận là câu lạc bộ vận động hiến máu số 1 tại Đà Nẵng và thực hiện nhiều chương trình nhân văn như hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vận động hơn 30 sinh viên đăng ký hiến mô tạng và hiến tóc cho bệnh nhân ca. Với kết quả này, anh Phúc nhiều lần nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và Trung ương Hội Chữ thập đỏ. Anh là cá nhân trẻ tuổi nhất được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo do Trung ương Hội Chữ thập đỏ trao tặng. Và hơn hết, với các bệnh nhân ca, anh Phúc và các tình nguyện viên hiến máu đã trở thành những ân nhân của họ. Mình thì ngày nào cũng cần máu, ngày nào nói chung là cũng phải cung cấp máu do truyền cho đông người, chứ không là thua. Đó. Theo một vấn đề thì thật sự ra, thì bác sĩ chỉ định thì mình như vậy thôi, nhưng mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà có một cái nguồn máu đó, đưa vào cái cơ thể của người mình. Đó riêng mình đó, chứ còn bệnh nhân, những bệnh nhân khác thì chắc còn có khi còn mừng hơn mình nữa. Đó là xin chân thành cảm ơn. Kế hoạch của chúng tôi là tiếp tục là vận động không chỉ là trên Facebook mà trên các phương tiện thông tin đại chúng khác, ví dụ như là đài truyền hình hoặc là thông qua các bạn tình nguyện viên, vì các bạn sẽ là những chiếc cầu nối rất hữu hiệu giữa người cần máu và người cần hiến máu, và sẽ lan tỏa hơn nữa trong cộng đồng người hiến máu không chỉ tại Đà Nẵng mà có thể là thành lập được tại Quảng Nam, Huế và có thể là các địa phương khác. Mong muốn lớn nhất của anh Phúc cũng như các tình nguyện viên ở đây là luôn có nguồn máu hiến đáp ứng kịp thời cho nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Anh và các thành viên trong câu lạc bộ luôn tâm niệm rằng bất kỳ lúc nào người bệnh cần, bệnh viện cần, họ luôn sẵn sàng có mặt để hiến máu, bởi một giọt máu cho đi, nhiều cuộc đời ở lại.